Chào bé gì? Đúng. Lên giường. Đùa. Thất bại á. Chào Long nha. Chào Shani, chào Vô Biên HP. Chào ông Mừng Mr. Ken. Vãi thật. Chuyện gì đang xảy ra ở room của tôi đây? Chào cậu ba, chào Ren, chào Pony Trường, chào Shin. À, Shai sao nhỉ? Ok, chị chào em. Ngoan đấy. Dạo này gặp mà biết chào, rồi khoanh tay lễ phép đấy. Ờ sao tên lại thành... Chị chào Ken nha. Hai cái đứa này. Ồ, chào anh Triệu Tấn. Không phải em người ghép đâu mà. Nếu mà anh là một người chơi cùng em lâu lâu rồi, anh sẽ biết là em không có thời gian ý. Không đâu, nhưng giờ anh vẫn nhớ. Tại vì mọi người cũng phải thông cảm với em một tí, như là em đi làm suốt cả ngày luôn. Và công việc của em kiểu cực kỳ áp lực ấy. Nó không kiểu đơn giản như là mọi người nhìn thấy đâu. Ở đây nó chỉ là một công việc phục vụ mà em kiểu làm thêm cho vui thôi. Làm ở trên khóc ấy, còn công việc chính của em ở ban ngày. Đấy là lý do vì sao mọi người sẽ không bao giờ thấy em làm việc ban ngày. Và hôm nay, xin chào bố của Quang Quấn. Hôm nay là một ngày mà em phải làm việc cả một ngày ở công ty. Sau đấy là 7 giờ tối, em bắt đầu từ công ty về đến 7 rưỡi tối. Em lại tiếp tục làm việc tiếp cho đến khi mà em lên show. Tức là chỉ trước khi mà em lên show khoảng tầm 10 phút là em mới ngưng cái công việc của mình thôi. Linh nhớ mọi người nên là ban đêm mình cũng phải lên show đêm để cho đỡ nhớ đấy. À, giới thiệu mọi người, đây là quả mặt mộc của Linh này. Chào Thắng nha. Và lông mày thì hói hói, trông kiểu nhạt nhạt. Mắt thì gọi là kiểu trắng hếu luôn ý, không có cái gì luôn ý. Hello Thắng. Hy vọng là không vì cái cảnh dọa ma đêm như này mà anh em bỏ rơi tôi. Ông rờ Thắng đây đúng không? Đùa. Tên mẹ của Huy bây giờ ai cũng biết luôn. Bởi vì em mong anh lãng tự nhanh hơn. Đợi vòng tay nhưng tại sao lỡ duyên. Nhiều bạn bây giờ. Xin chào Hi Hi nha. Bên này giao lưu được không chồng? Gọi ai đấy? Gọi chồng nào đấy? Linh không có thời gian chơi. Trời ơi, kiếp thời gian nghỉ ngơi còn nó không có đấy. Không biết thời gian chơi Liên Minh của lúc nào nữa. Em đó đã thắng mất chồng em. Cái đẹp đang sâu mà cứ chồng chồng. Để yên đi, để yên cho thằng nó ta nó thả thính đi. Thằng nói đi ai chào thân, tình yêu siêu đáng yêu nha. Ủa sao ghen? Ghen gì ta? Giờ này khuya rồi nhưng mà cũng đang là giờ sâu của công ty. Zoom công ty thì sẽ không có giao lưu em ạ. Chú Bin lại vào rồi. Phải không nhỉ? À, vào xong kiểu trong một giây phút nào đấy đã out luôn. Ủa tức thế.
chính xác, luôn công ty không được giao lưu. Cho nên mọi người muốn đi thì ra thì hẹn mọi người ở Zoom cá nhân nha, Zoom riêng nha. Mấy ngày hôm nào thức coi liên sâu, làm thì có hôm nào tôi sâu đêm mà thức coi tôi sâu. Ồ hay lắm. Người bên kia trái đất là sao hôm nay vẫn chưa ngủ quên mà anh trước mắt em xem như đã biến mất. Đôi khi như quá đai hóa như không, ôi hiện đại quá người ta khó gần. Dừng lại đi, dừng lại đi, em phát đi em là sao hết những khoảng cách khiến ta đi xa. Hiện đại làm chi em hơi, hiện đại làm chi để mình càng thêm cách nó vào xem nhau. Nó vào xem hàng hơi về lại nhầm đối tượng với nhân cưng. Một câu chuyện hài à, đâu phải nghe nhạc ấy mà. Xin nói chuyện với nhau như thời ta chưa hiện đại. Anh Long nào. Hello anh Long. À nhau anh Long. Bật nhạc anh còn bay á. Thế yên em tìm ra mà. Ơ sao nó bị yếu này nhỉ? Anh có cánh không? À tại vì là em ít khi nghe nhạc điện tử lắm nên không biết là có cái clip nào hay ý. Nên là nếu mà mọi người thấy có cái clip nhạc nào hay thì mở còn à thì gửi cho em. Nguyên hai cánh thiên thần. Ôi em tưởng là hai cánh chim cánh cụt giống thằng em, giống một số đứa. Em hỏi Huy là confirm cho. Ồ. À đây rồi. Đùa. Làm nghề à, cái đi SH làm nghề shipper chạy SH à? Lại giống như một đợt có cái gì nhỉ? Grab mà chạy bằng xe phân khối lớn đấy phải. Cũng có ra gì đấy. Nha. Chờ tí nha Thắng. Đang copy mà. Mọi người cứ chat lên là nó bị nhảy, copy mãi không xong, cảm thấy mình thật hại. Tiếc là cái ngày có Grab đấy thì em chẳng đi bao giờ. Thế là bây giờ nó bỏ cái trò ấy đi rồi. Mình vẫn chưa được thử cảm giác ngồi xe khối phân lớn. Và quên thanh niên đi. Đi trước thế Grab chạy. Ôi cái gì? Ôi đùa, nỗ ruột vãi thề. Ôi thề. Ông Thắng chơi ác vãi, ác như chó ấy Thắng ạ. À, Thắng ác như chó luôn ấy thề. Eo ơi đùa. Đúng là kiểu mẹ em bảo là thời buổi này đi ra ngoài đường không nên tin bố con thằng nào hết. Đúng thật. Ôi giời ơi. Thôi em mở theo cái em tự tìm được nha. Xúc cảm không? Xin chào Monitor. Lâu lắm rồi chúng ta không gặp lại nhau đấy. Ở thơ Alon. Linh nghe đây. Em tên Thắng mới vô hết hồn. Xin chào Ken Sing. Sao lại nghe giật cả mình? Sam Sa. Là sao? Tí nữa nha, em vừa mới mở bài này xong xong mọi người nghe nốt đi. Quất Lâm tự à? Mùa này đi Quất Lâm làm gì lạnh lắm. Dài nơi gió nó lùa. Havana strip me. Nghe giọng đó giật mình đó là sao? À ác như chó hả? À? Gió lùa lại có cái chất khác thần gió. Có cái gì chẳng gió nhỉ? Cái
cái gì chắn gió đấy. Của Sia đấy hả? Của anh Lân đi bộ đúng không? Ngồi. Xin chào Nana, it's my life. Ôi, quen đấy. Mới à? Quả này mới à? À đâu? Anh Jin đi chứ. Phải anh Jin không nhỉ? Vậy anh Jin thì là ai? Đúng rồi mà. Bình thường món này anh không chơi. Green Light Up kéo anh về Na Game. Công nhận một thanh niên VTC về Vina Game chơi. Em cảm thấy rất là vinh dự, cảm ơn anh Long nha. Như tư vấn cho một việc đúng không? Bài gì đấy? Bài là Move Your Body. Khổ. Kiểu tha cho tao, hôm nay nó mới nhắn lại. Sai á. Jin viết 6. Thế viết 2 là ai? Em nhớ là Có Jin hoặc là ai đấy. Chắc là không phải người đấy. Giờ phải đi ngủ đấy chứ nhỉ. Theo bạn giờ phải làm sao? Đời lại ngày gì? Chặn nó đi, block đi, hãy như tao. Ô tốt thế. Không phải nhắn tin cho idol đâu. Anh là Snow. Ủa anh Snow cũng là mùng 10 tháng 3 luôn hả? Thật á? Sao lại chào anh đi? Snow là dũng óc. Chào Nguyễn Luân. Xin chào Piao Piao. Dũng lấy Linh Dũng nào nhỉ? Lại còn có quả quả thống nào đây nữa? Ủi đùa, đông thế, đông vui đấy. Mình không biết ai với ai cả. Xin chào Cường Island. Kinh. Dương Dương nhỉ? Ủa tôi kể. Tôi rất ít khi vào cả talk nên tôi cũng không biết ai với ai luôn ấy. Cảm thấy mình giống như kiểu một con idol kiểu đã bị mù âm nhạc rồi lại còn kiểu bị mù cả những cái này nữa. Bắt được khi hẳn là thắng mẹ Huy luôn. Ồ đùa. Ôi đừng đùa với Linh ra đùa. Con chào cô Thắng nha. Ben nha, ta không ben đấy. Không thích ben. Ừ, đùa, đổi tên ác như chó. No, 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 no. Hello anh Đắc. Mịn hello Mr. Đắc Kinh. Ly gián tình cảm anh em tao. Đứa nào không biết, đùa. Chơi thế là không được đâu nha. Bỏ nha, đừng có chơi như thế nha. Bỏ nha mấy đứa. Đắc Coca-Cola. Không, anh là Đắc Coba. Xin chào xin chia đáng yêu. Tao nguyện rủ đứa nào cho con. Cho tao con méo có cửa him. Để anh Long đâu rồi? Sau một vài câu xã giao bên trên, cậu đã không nhìn thấy anh Long ở đâu nữa rồi. Johnny xong bị khóa tương tác Facebook 3 ngày. Dù là khi khó khăn, áp lực hay lúc đạt được thành công. Anh Long đã từng bị nó khóa tương tác 3 ngày chưa? Hãy niềm hạnh phúc khó. Mãi mới tái hòa nhập cộng đồng. Đã thấy chứng tỏ là trước đây anh đã cũng đã từng rồi đúng không? Sợ gì ai có em bảo kê này. Anh cứ cho nó đi để em mở khóa ra cho.
no, no. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in the, he said there's a lot of girls I can do it, but I can't with that. Xong chỉ đọc mét không quét được. Huy cũng ăn như chó nhỉ. Nhưng mà tại vì kiểu bọn anh Huy nó nên là nó mới nhây thế đấy, chứ còn nó không làm nhây thế với em đâu. Xin chào Facebook 7687 nha. Con để thế này cho nó nhẹ nhàng, nó hơi tốn một xíu nhưng mà không sao. Huy cũng đúng rồi, ở trong room này ai cũng ăn như chó chứ Lin. Đúng rồi, nhưng mà có mấy khi sai đâu mà. Xin chào Trần Thái Sơn, anh không hiểu sao á. Chưa đến lúc thôi, nó lại là em anh. Đúng đấy, nó là em anh mà sao anh để cho nó ngồi lên đầu lên cổ anh như thế. Anh là anh có quyền nói nó mặt. Ừ. Ông Sơn gì đấy, và đây Liên Thiên gì đấy. Em không có số Zalo anh ạ. Em có dùng Zalo nhưng em không có số Zalo, em không biết cái số đấy là số nào. Có loại nước hoa bình thường người khác nó tặng anh rồi, nhưng mà nó không tặng đúng không anh? Em đã bảo là em cũng thích cái chai Givenchy đấy, bởi vì em thấy mùi nó thơm thật. Nó ăn cơm trò mà anh. Anh đừng khóc nữa. Zalo của em, Zalo của em là Lin. Anh tìm đi. Nghỉ giữa giờ vào thời gian mày hay vãi. Hay không? Mấy giúp này kiểu đông vui ấy. Đúng rồi, nó còn hỏi anh thơm không. Đùa thằng này quá đáng nhở. Em chưa gặp đứa nào quá đáng như nó đâu. Bởi vì hôm trước em cũng, bản thân em cũng khen là cái mùi nước hoa đấy thơm. Thế xong kiểu nó khoe, ôi thơm không. Nó khoe là cái chai đấy, thế lọ thế chai các thứ. Nói chung là nó sống lỗi. Chính xác, em cũng thấy thằng này sống lỗi thật. Chí mê kiểu vô cùng sống lỗi. Xin chào anh Thọ nha, chào Thomas. Xin chào Nhi Tiến. Hóa ra là cũng có người thấy cái chai nước hoa này thơm như em, và cũng có người phát hiện ra là nó sống lỗi như em. Phải ép mỡ, phải ép. Anh Thọ dạo này vào đây không chào em nữa hả? Ừ thế. Lin sinh năm 2000. Đấy, đời thủa anh nó bảo nó mua, bảo nó đi mua mà nó còn bảo ôi. Eo ơi, em đùa chứ em sợ. Em thấy anh có một thằng em đùa nó. Nó sống lỗi đến như thế mà. Ui, lại còn mang cả sô-cô-la cho gái cơ anh. Hồi trước nó về Việt Nam, nó bảo nó mang sô-cô-la cho em, mà cuối cùng em chưa được một miếng nào. Thì xong nó bảo là sô-cô-la bị chảy. Ơ sao anh Thọ lại đi ngủ? Hết hàng thì chả nói hết à? Thôi đi, bỏ đi cưng, đuổi không cho lên Hà Nội nữa. Nách mà anh sợ. Đúng rồi, anh nếu như mà là em ý, mà anh mà khen chai nước hoa để thơm ý, em tặng anh luôn. Em tặng anh luôn, không phải nghĩ. Thì trông bị hơi già so với cuộc đời một tí thôi, không sao cả. Chỉ là vì mặt mình có trông bị hơi nhầu tí thôi. Nó vừa nhắn tin chửi thắng kìa. Yêu 4 à? Yêu 4, yêu 5 à? Ok, lấy cho luôn nha. Ai yêu quý Lin thì vốt 5 sao cho Lin. Tặng hoa Lin với cả có quà tặng cho Lin càng tốt càng yêu. Còn ai thích nghe bài gì thì có thể comment xong rồi Lin mở cho mà nghe nha. Không ạ, anh mà bò ra pháp vân em bắn bỏ mợ. Đấy, em uống cái kiểu gì để sống lỗi thế. Bài nhẹ nhàng đi Lin á. Bài nhẹ nhàng là bài gì tí nữa em mở nhá. Sau bài này em mở cho anh nghe bài nhẹ nhàng. Nhóc này chắc không đi học hay sao. Đúng rồi anh ạ, em bỏ học từ sớm. Em phải kiểu ở nhà em còn bố mẹ già cả em nhỏ nên em phải kiểu ra đời sớm, em đi làm thuê cúc mướn, em đi các thứ, nói chung là em phải đi làm thuê để nuôi em, xong rồi em phải gửi tiền về nhà nữa, nên là trông em bị già đấy, chắc thế. Xin chào Hiệp Vong nha. Thắng cười gì đấy, cười trên hoàn cảnh nỗi đau của người ta cả, như thế là không tốt đâu nha, mẹ bảo như thế không được, nhóc này không cần học đâu. Đúng rồi, học làm gì. Xin chào anh Vũ Đức Quyền. Phần kể của con.
Mọi người có muốn nghe câu chuyện cuộc đời em không? Thôi không treo nó nữa, không muốn đuổi anh ra ngoài Facebook. Anh đừng lo, bây giờ em bảo kê đây rồi, nó không làm gì được đâu. Sợ gì? Em phải nói thẳng luôn ấy, nếu mà em mà là nó mà em có một ông anh trai, mà ông anh trai em lại kiểu hay đưa em đi chơi, xong mà khen thì nước hoa của em thơm ấy thì em tặng luôn, xong em mua trai khác. Bài này là bài yêu 4. Xin chào Tuấn nha. Nghe em nói nhiều quá. Nhóc ác là sao? Sinh thì nay cơ mà. Sinh thì vẫn phải đi làm bình thường. Không có chuyện gì đâu. Vũ Đức Quyền á, muốn nghe bài gì? Mang tiếng Việt kiểu Nga. Ờ à, yêu 4 à? Ok. Tại vì bài kia mình cũng toàn gọi là yêu 5. Nước hoa nam sao dùng được hả? Mình thích mình dùng thôi. Cảm ơn chị Bông nha. Bài của anh mà không mở. Tí nữa em mở bài của anh. Anh Tuấn thích nghe bài gì? À không, bài của anh không nghe được. Giờ này không nghe được bài đấy đâu anh ạ. Con tim anh ngập trong những mê say. Xin em cho anh được biết tên cái bài. Trước bài này có hát một câu rồi tắt như là bài gì? Không nhớ. À bài đấy là bài Mặt trời của em. Gái ơi xin chào, gái đây, gái đây. Bởi vì cái bài của anh kiểu nghe giờ này nó kiểu thổn thức quá. Em kiểu sợ lắm, không dám nghe. Đúng là sao không phải em dai anh nhỉ? Huy bò vào nhưng mà anh ơi, anh nhận em làm em trai cũng được. Em thảo lắm. Mỗi tội em toàn dùng nước hoa nữ thôi. Không, Linh là viết tắt của tên thật. Tên thật với cả họ là Linh Nguyễn ý. Viết tắt là Linh ý. Em đáng yêu mà, em biết điều đấy mà. 100 năm mới vào top. Thế là gặp ngay gái xinh đúng không? Đời thuở em thấy còn để Ava có mặt nó. Yêu nó như thế mà lọ nước hoa cũng tiếc. Đúng rồi đấy anh, em thấy như thế là không được đấy. Anh em mà tiếc nhau như thế là không được rồi. Anh ơi, nó đã kiểu không thể chịu đựng nổi những cái kích bác ấy của anh em mình ấy. Nó không chịu đựng nổi sự thật nên là nó tắt tiếng đi rồi. Em biết mà. Bài gì nhỉ? Ông nào vừa bảo nghe bài gì nữa nhỉ? Giờ anh cũng già nè, Linh nuôi đưa con này mệt quá. Anh còn có nuôi con mà nuôi chứ bây giờ em chả có ai mà nuôi đây này. Em quê ở Lai Châu. Xin chào Nguyễn Tài Nhân. Hello, ăn nhau. Nuôi anh đi. Anh bị ngáo à, bây giờ em nuôi bố mẹ em già, quê em nuôi cả em, bây giờ em nuôi anh, nữa thì em thôi xin. Thân ai người lo, tự lo lấy đi, thân ai người đấy tự nuôi đi, mệt quá, xin chào Classic nha. Anh muốn bán đứa con của anh đi, anh bán nó luôn đi, cho nó đỡ tốn công kiểu mệt mỏi, còn nếu anh cảm thấy không nuôi được, anh bán luôn đi, thay em như thế đấy. Trời thật lạnh vào cơn mưa ấy. Có bài gì nhỉ? Muốn em bài gì nữa nhỉ? Để bỏ rơi mùa yêu đã cũ, chạy theo anh đã suốt mấy thu, và tập quên rằng em có một ai khác trong mưa đứng chờ. Phố vắng không em. Em sinh năm 2000, tức là đến bây giờ em vẫn chưa 18. Hai bài gì có anh Quyền bán cho em mua nhỉ? Thôi anh em làm gì có tiền mà nuôi cái con của anh. Anh không cần ăn đâu, dễ nuôi lắm. Thôi anh bỏ đi, cái người mà không cần ăn chắc là người không bình thường. Nói thả thính anh. Ai thả thính anh? Ai thả thính? Ai thả thính chim ấy? Là alo đi là sao? Ai video là gì? Hỏi thăm nhau hả? Nay ba giờ không. À đúng rồi, hôm nay ba sâu. Nay em ôm ba sâu chào mèo. Ôi trời ơi, trong năm mới thấy mèo lên sâu của em. Ơ thế 2000 thì không được sinh hả anh? Em người mua rứa. Em người ở Tây Bắc anh ạ. Chỉ cần thế em mà không ăn thôi anh khiếp. Em qua cái thời mà kiểu đang mạnh quá. Anh ở nhà anh ở đâu ấy? Con anh giờ nó 25kg rồi đấy, sắp bồng không được rồi. Nó sắp to bằng em rồi. Thôi em không nuôi được cái giống như đâu anh ạ, béo á. Em chào anh Tài Nhân.
hát cho mọi người nghe, hỏi thăm nhau một tí cho nó đỡ, cho nó đỡ 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 nhàng nhàng nha. Chẳng dám thêm ai dù lòng bơ phơ, cứ lao thật vội vào mưa, chạy vào kiếp xưa. Tây Bắc là tỉnh nào em, đánh con đề xem. À, quê nhà em số mai đánh thử con 2552 nam tiến nữ lồi đúng không nhỉ? Thế thì anh đánh thêm con 24 2442 nữa. Cho nó cẩn thận nha. Béo là không nuôi à? Làm gì có tiền mà nuôi. Xin chào anh Sơn Sơn Nguyên. Ở nhà thò tay ra chát là lạnh. Thôi anh nằm trong chăn anh còn ấm hơn em bây giờ rồi. Yêu năm á? Tí nữa em hát mà yêu năm nha. Tây Bắc là tỉnh nào? À nhóc mà là sao? Sáng anh ăn bù đêm gặp em cho nó máu. Thôi bỏ đi anh. Như thế là bất thường rồi. Chiều nay nhìn anh bước vội, không biết cuộc sống anh dạo này thế nào rồi. Em vẫn như thế thôi, vẫn cô đơn sớm tối. Nhiều lúc bối rối, con tim em lạc lối. Khi anh yêu thương em thật lòng, sao anh lại nỡ bỏ em trong đời. Em như kẻ vô si, chẳng bận tâm điều gì. Để rồi anh ra đi. Nhiều lúc em cứ suy nghĩ em đã làm sai điều gì mà anh ra đi không một lời từ lý. Hóa ra lúc ta yêu nhau, anh cũng chỉ toàn dối lừa. Và rồi anh coi em như một kẻ thừa. Sao lại phải cho vài chai vào là sao ạ? Không, tại vì cái này em hát tông của nam đấy. Nếu mà em hát tông của em thì này không hợp. Nước mắt không vơi được đâu khi tình yêu đã phai màu. Đành nhìn anh đến với người sau. Anh xem bóng đây, mai đánh đầy không chúng tìm em sao chứ. Ok, mai em sẽ trốn. Chúc anh không tìm được em. Khi tao không ngủ được là sao? Tao không ngủ được. Gà gẫm không thành công thì không ngủ được à? Anh Long khổ quá. Em lại không có chai gì. Đây chỉ có chai nước lọc thôi. Bé Linh sắp rước anh về làm chồng chưa? Em đang đợi anh đến rước em về làm vợ mà. Bố lại mấy thằng ăn tha cho tao. Thôi cho bạn thông cái khổ thân bạn gà gẫm nãy giờ. Hết trận anh vào với em, hết trận của anh thì em đi ngủ lâu lắm rồi. Thôi không hát bài này nữa nha, Tông Nam khó hát lắm. Để yên em thinh xem là em hát bài gì nó hợp lý tí nữa. Thông là gì cái ơi? Thông thì là cái chỗ nào nó bị tắc thì mình thông. Nó bảo không cồn, thì đúng là em không cồn thật. Em kiểu thanh niên rất quy y rồi. Thôi nói kiểu chắc mọi người chẳng tin. Đối thông hay mộng, tôi giết mày bây giờ. Xem có bài gì hợp hợp trong mình nào. Em làm gì đi chứa? Em hát bây giờ. Đấy, em sẽ hát cho mọi người nghe đây, nhưng mà từ từ đã, mạng nó đang bị chậm. Từ nha. Em đang chờ nó lắt nhạc. Khổ ghê. Wow.
Wi-Fi sợ lag, Wi-Fi thì cực kỳ lag luôn, đi không phải đùa đâu. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, bạn đừng nào em đi cùng vắng tay. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh. Đôi mình yêu nhau từ khi anh nói với em rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem, anh lặng lặng mà đi theo em, cùng em qua con đường tối đen. Thì cứ thế. Anh Long đừng đùa với em hát được bài đấy đấy. Em đâu hay nếu mai này mây trời giang tay che mắt anh nhìn xa vời. Điều gì muốn đến giờ thì sẽ đến. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh. I just wanna be with you. 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 Em ráp được duy nhất bài bài học tình yêu hết. Ôi giời, em cần đến chỗ này cũng chẳng tìm được em đâu mà. Đêm rồi làm quả cô đôi thượng ngàn cho tới. Tầm này em mà lên thận lên đồng chắc mọi người chạy mất dép. Thôi đừng có rớt, kinh vãi. Cảm ơn anh Minh nha. Giờ thì cứ thế, người thì cứ thế cuốn lấy nhau. Em đâu hay nếu mai này mây trời giang tay che mắt anh nhìn xa vời. Điều gì muốn đến rồi thì sẽ đến thôi. Em luôn tin phía sau cơn mù mê anh sẽ về. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tay. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh. Mặt trời ở đâu cũng sẽ như thế. Không có anh sẽ không tới nơi em. Fly away, just you and me. Fly away, just wanna be with you. Dạo này Huy có vẻ kiểu yếu đuối nhỉ, mỏng manh dễ vỡ ghê. Vậy mà sau khi không có anh, đợi đường nào em đi cũng vắng tay. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh. I just wanna be with you. 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 Bài này là bài mặt trời của em của Phương Ly. Xin chào Tùng Dâm nha, cảm ơn Đức Hạnh Nguyễn nha. Gọi này dạo này sắp thành Chí Phèo nơi rồi, thánh ăn vạ. Mình nói hơi to rồi. Hát bài gì bây giờ nhỉ? Không liên quan nhưng mà nghi ngờ, không biết Huy có phải là cháu đời thứ 500 của cụ Chí Phèo không? Dạo này thấy kiểu mở mồm ra thì ăn vạ, cào, cào cái này, cào cái kia thì ăn vạ. Thật đáng sợ. Đáng sợ thật. Ừ. Hát vài bài cho nó đủ
đủ chất lượng sâu, ngày mai lại đi nhắc. Anh Long, anh thích nghe bài gì không anh Long? Cái kiểu mình hát một lúc rồi mọi người sẽ không thích chat nữa, buồn thế. Thọ thích nghe bài gì không anh? Bây giờ á? Vâng, bây giờ anh thích nghe bài gì? Chào 24 giờ yêu nợ. Em chỉ biết ngắm mưa, nhìn qua hàng cây được bao nhiêu hạt mưa, là trong lòng em được bấy nhiêu nỗi nhớ anh. Đã lỡ yêu anh nhiều rồi thì em chỉ biết đêm sao, nhìn lên trời cao được bao nhiêu vì sao, là trong lòng em còn bấy nhiêu những nỗi lo. Sợ mình đánh mất anh khi thu vừa sang lá xanh bông úa vàng, khi mưa còn chưa tới thay nhiều mãi. No, sợ mình sẽ khiến anh yêu phai nhạt hơn giữa mênh mông bốn bề. Anh ơi cho em với, chỉ biết nói cho anh nghe vậy thôi, vì đã lỡ yêu anh rồi chẳng dám hứa xa xôi. Cứ nhắm mắt em lại và feel my love, dù nắng mưa bao mùa thì tình em vẫn luôn đầy. Gió mang đi về một nơi không người. Đã lỡ yêu anh nhường rồi em chỉ biết thế thôi. Dù mai về sau mình không bên cạnh nhau, dù tình mình đau khi biết anh đã lỡ yêu người. Đã lỡ yêu anh nhường rồi thì em sẽ bất chấp luôn. Dù mưa, dù giông, dù sông sâu biển xa, dù nắng trai em cũng không hề lo. Dù giờ đánh mất anh khi thu vừa sang lá xanh bóng úa màu. Cái gì đấy? Thanh niên tự kỷ à? Bài Nghĩa Nhan. Cái gì gì? Nhạc Khoa nhé Ninh. Ok, chúc anh Thọ ngủ ngon nha. Anh ơi cho em ơi, chỉ biết nói cho anh nghe vậy thôi, vì đã lỡ yêu anh rồi chẳng dám hứa xa xôi. Cứ nhắm mắt em lại và feel my love, dù nắng mưa bao mùa thì tình em vẫn luôn đây mà, chẳng phải kiếm đâu xa, vẫn giữ đâu bầu trời của riêng chúng ta. Để gió mang đi về một nơi không người. Cái gì vào đây không nói năng gì chỉ cười thôi à hả Thỏ? Rồ ra ra rồ. Nghèo vãi. Sau bài này em mở cho anh Long nghe bài của anh luôn nha. Chỉ ngồi nghe hát thôi. Ủa tốt thế. Em không còn đây ôm anh, nhẹ hôn anh thì ta cứ trôi lờ. Trời rộng và bão cuốn đi bất ngờ, rồi lỡ đâu giấc mơ không thành. Anh không còn kề vai em, tình mong manh một người đứng cứ trông với chờ. Người kia thì ôm giấc mơ, vì đã lỡ yêu anh rồi chẳng dám hứa xa xôi. Cứ nhắm mắt anh lại vào phiêu mãi lao, dù nắng mưa bao mùa thì tình em vẫn luôn đây mà, chẳng phải kiếm đâu xa, vẫn giữ đâu bầu trời của riêng chúng ta. Để gió mang đi về một nơi không người, vì một người đã lỡ yêu. Lỡ yêu hết rồi. Bây giờ đến ca nhạc theo yêu cầu. Không hát nữa nha. Hồi đau họng lắm. Thông 3 tiếng rồi. Mệt vãi. Ấy. Chào Tú. Chị chào Tú nha. Ấy. Ở công nhận show này nhanh hết giờ. Thật chả một cái show kia khiếp ngồi mòn mỏi đợi chờ. Mãi mà không hết show cho. Tú lại nhớ chị nên vào xem. Đúng không Tú?
mở cái bài của anh Long. Hình như là bài này. Còn phải đeo cái băng đấy một tuần. Chắc là ngứa phết đấy. Không rửa được bên trong mà. Bí. Có hội khóc thuê với hội lê thuê khóc mướn. Ô tớ kế. Nhớ chi thế? Ô thế chị tưởng là tú nhớ chị chứ không phải là tú nhớ chị à? Buồn hết. Nhanh hết giờ là rõ ràng. Nhỏ ơi đi gái. Là sao? À bà nhỏ ơi á. Sau bài này nha. Em chào mấy anh giám sát viên ạ. Hello giám sát viên Talk TV. Tên NN là ông nào vậy? Không phải bài này à? Nắng nóng mà. Nhật Tiến à? Ok, chào Nhật Tiến nha. Thank you. Thank you. Em đập đầu chào chị Kim. Ok, chị đập đầu chào lại Nhật Tiến nha. À nhầm, chị không đập đầu chào Nhật Tiến. Ừ, bài này hay là kiểu buổi sáng mà kiểu ngủ dậy mà nghe bài này thì kiểu chắc là năng lượng của một ngày mới dồi dào luôn đấy nhở. Nghe bài này Tú ơi, tớ thắc mắc là tại sao tên của Tú ở trên này lại là Tạ Thị Tấn. Yêu đời thật, công nhận là nghe bài này kiểu nghe nhạc nó kiểu vui vui ấy, kiểu gì đấy. Chào chị Linh à, chị Linh chào em anh Minh nha. Cây Hân cần bài này á, đấy. Chị không biết đọc tiếng Anh thôi nên đừng để chị đọc tiếng Anh theo kiểu Việt sắp. Anh Tiến ơi, xin chào Mắc nha. Để yên cho Tiến ngồi đây đi vì hình như đây là lần đầu tiên Tiến thích chat ở Zoom của chị Linh. Đó là câu chuyện dài từ 3 năm trước, đó là khi Tạ mới vào làm. Cảm ơn Thỏ nha. Úi, ở tức kế. Có mà. Và có luôn cái tên đó tới giờ. Ủa, Tạ thì liên quan đến Thị Tấn. Ok. Tạ và Tấn liên quan và ai quên, sorry. Anh Tiến sẽ biết xu em đi Tấn gái. Reality à? Hẳn là reality. Tạ Thị Tấn Tú. Thật à? Sau đó tự đổi thành Tạ Thị Tấn. Ồ, đấy là cái mà chị luôn luôn thắc mắc từ ngày chị mới làm talk đến giờ đấy. Ui, cảm ơn nha. Bắn tim. Cảm ơn Thỏ. Xia xia Thỏ. Tạ là bởi vì khôn quá. Không, tại vì kiểu nghe Tạ Thị Tấn thấy nó kiểu nó nặng kiểu chỉnh luôn ấy. Nên bị cả team kêu. Ồ, kiểu đúng kiểu cả team phải gánh Tạ đúng không? Xúc cảm phái đẹp với chất lượng. Mày nha Tiến. Ui, bây giờ chị lại còn biết thêm cả một sự thật nữa. Đấy là Tú kiểu Tú căng. Hóa ra là Tú căng chứ chị tưởng là Tú thẳng. Ồ, công nhận. Chị hiểu rồi, chị hiểu ra vấn đề vì sao là Tạ Thị Tấn rồi. Ok. Ui, ngày mai á. Tú ơi, Tú chị thề nhá, lần sau mình có dịp mà sắp tới chị sắp vào Sài Gòn rồi, chị lại thấy lịch công tác ở Sài Gòn rồi. Không biết là trong tháng 12 hoặc là sang tháng 1 thôi. Cảm ơn Thỏ nha. Chị chuẩn bị vào trong Sài Gòn rồi và chị chỉ cần bước chân vào đến cái quận 11 thôi, cả một cái Vina Game sẽ biết được là Tú căm. Tú đang đã tán Tiến. Xin chào Kim Bao, cùng với Hit. Ôi em thích. Và công tác, chuẩn bị có đợt đi công tác liên kết với cả một viện thẩm mỹ ở trong Sài Gòn. Ra Tết thì sẽ mở luôn một chi nhánh ở trong Sài Gòn luôn. Hôm nay thấy sếp thông báo là lại chuẩn bị có lịch đi công tác rồi.
Đùa hội này. Nhưng mà vẫn chưa biết là lần này có phải là em được đi không. Em nghĩ là công ty chỉ có cử em đi thôi chứ chả cử có ai đi ngoài em cả. Bà chủ gì? Không, mình là chuyên gia tư vấn của Viện Thẩm mỹ Gangnam. Chào các bạn. Ví dụ như bây giờ bạn nào đang có nhu cầu đập hết mặt đi làm lại hay đập hết người đi xây lại thì mình cũng có thể làm được giúp các bạn. Nếu bạn nào muốn thay đổi ngoại hình thì có thể gặp mình nha. Cảm ơn cảm ơn Thỏ nha. Đáng yêu phải. Cuối sâu thì đáng yêu. Đấy, vào giây phút này thì không thấy anh Long lên tiếng, cũng không thấy cả Huy lên tiếng nữa rồi. Bạn muốn thay đổi để đô con á? Đô con đoạn nào? Được, tập chân đi kéo lên, kéo dài chân ra, xếp lại xương. Tú á, Tú. Ui, có tiền Zalo giờ này luôn. Ui, cảm ơn người hoa tiết nha. Em ngoan, em ngồi im. Ok, ok. Có giúp được em không? Giúp được. Bây giờ muốn làm gì chả được, cứ miệng. Các chế cứ bỏ tiền ra đây làm được hết. Sinh thành xấu, quạ công thành công, cú thành thiên nga luôn đấy chứ đùa. Cuộc đời vớ vẩn được kiểu leo hẳn lên phượng hoàng đấy chứ. Áp lực. Nhưng mà sau bài này em mở bài gì nữa nhỉ? Không, em không thể nói chuyện được từ bé đến giờ. Tức là cái họng của em có vấn đề. Không em, bên chị là chuyên để làm, không có điều trị bệnh lý. Nhỏ thành to được. Được anh. Mình có thể sử dụng chất làm đây. Anh đang nghe nhạc tự nhiên quên bài này. Bài này á, Share With You. Nói chung em thích bài này lắm, em định tập hát nhưng mà nó nhanh quá. Tú ơi, Tú, chị nói rồi nha, chỉ cần chị bước chân được vào đến cái quận 11 thôi thì y như rằng cả công ty sẽ biết Tú cao. Tú hôm nay công khai gạ tán gạ tình Nhật Tiến. Nói chuyện anh anh có thể gặp chuyên gia hút mỡ anh ạ. Em sẽ giúp anh nhỏ đi nếu anh muốn nhỏ. Được thôi, chặt chân đi, xếp chân lại được mà. Nhìn số má nhiều. Số má nhiều là sao? Hoa mắt à? Buồn ngủ quá. Ui, dạo này bị buồn ngủ sớm ấy. Xin chào Mộc Nhi nha. Ô, anh không muốn nhỏ mỡ. Anh muốn nhỏ cái gì? Gạ gạ tình trước. Gạ thằng em của em lâu rồi. Tạ gạ thằng. Ui, thế á? Eo ơi, Tú, chị không thể ngờ Tú là người như thế đâu ấy. Bài đấy á, bài là Are you with me? Are you with me? Thề chị không thể nghĩ được Tú là con người thế. Chị thật là thất vọng về Tú. Eo ơi, thất vọng dã man. Thằng Khang đâu rồi? Khang có đây không nhỉ? Trước chị mới vào làm talk á, chị chào nó ngoan lắm. Chị bảo là em chào anh Tạ Thị Tẩn. Cái này đâu phải mỗi em biết. Ồ, Tú độ. Thế tức là nhiều người biết rồi đúng không em? Nhưng mà chị nghĩ là không phải là toàn công ty biết đâu. Nhưng mà những cái chị thì là kiểu thông tấn xã, nên chị muốn biết, nên chị muốn kiểu có những cái sự thật thì chị sẽ cho toàn công ty biết luôn ý. Ôi, cả công ty biết rồi, thế là chị là người sau cùng biết hả em? Thế thôi, thế thì càng có chủ đề sau này và đấy bàn tán. Chị sẽ không cần phải đi kiểu kể lể là ngày hôm nay chị phát hiện ra chuyện này. Chị chỉ cần bảo là, ồ, biết không, biết chuyện Tú Cao không, mới phát hiện ra đấy. Thế là chúng ta sẽ kể cho chị nghe những cái câu chuyện đấy. Chị không phải người đi loan tin mà chị là người đi tiếp nhận thông tin. Ok, dù sao chị vào đấy chị cũng có chuyện để nói rồi. Cảm ơn Tú nha. Khổ thân. Thương vãi. Thôi là thế thôi, chị cũng thương Tú ghê lắm ý. Cứ sai rồi anh. Đó, nhắn với Tú là chị yêu Tú.
thế nha. Hôm qua không biết làm gì bị bắn IT. Thì nói linh tinh bị bắn IT đúng rồi. Anh xin lỗi em. Nhắn dùm nha, nhắn dùm cả em Tố bảo là chị yêu Tú nha. Talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Bắn em vô tội à? Ở trong room này mà em kiểu không ngoan em sẽ bị dễ bị bắn lắm. Do you know I want ya? Anh ngủ chưa? Và em chúc anh Lâm ngủ ngon nha. Hẹn gặp lại anh Lâm. Hy vọng là sẽ có một ngày gần nhất đi chơi cả anh Lâm luôn. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Thôi chi mình không nói thế nha. Em bảo em bị câm không hát được. Thế thì nhưng mà bên chị thì không giải quyết được vấn đề đấy. Bên chị không trị liệu. Bên chị chỉ giải quyết được cái vấn đề ngoại hình cho em được thôi. Thế thì chị không biết. Mình không phải chị không là người bắn. Nhưng mà nếu mà người bắn trong lúc của chị mà nói linh tinh là chị sẽ bắn. Hiểu được người khác đang nói gì, nên là những người câm thì thường là sẽ đi kèm với là điếc luôn. Thêm nữa đấy là bị câm và điếc thì sẽ đều sử dụng ngôn ngữ ngoại hình thể, sử dụng tay, sử dụng cơ thể mình để nói, và đặc biệt là chữ viết thì sẽ sử dụng chữ nổi. Còn em đây không phải chữ nổi, em chat ở trên này thì chứng tỏ là không phải chữ nổi, cho nên đừng có điêu. Chúng nó mọi người bắn em không ngoan đâu em. Chị cứ đùa em không? Chị đùa đâu em, bệnh án cho em kiểu gì? Đang yên đang lành tự nhiên bị câm à? Thường thường bị câm cả điếc thì nó do bẩm sinh mà cưng. We don't talk anymore. À, mình có một bài này thả thính. Rồi ôi Tiến ơi, thề chị yêu Tiến, chị cưng Tiến quá thể luôn ý. Tiến thật là đáng yêu. Hihi, cao sao mi ta. Cảm ơn em. Cảm ơn mọi người nha. Bảo sao nãy giờ chị về phe của Tiến là kiểu không có sai lầm hết. Thương mình, sao lại thương mình? Nghe câu thương mình. Tú nghe chị bảo chị yêu Tú, cái Tú phải dậy ngay đúng không? Sao lại bất công à? Ủa sao lại bất công? Cứ vậy hoài thôi thì mình yêu nhau. Đừng có chờ đợi khi không một ai mơ lời. Lòng mình cứ bồi hồi, đứng lên rồi lại ngồi xuống. Chỉ cần nói yêu, chỉ cần nói câu yêu. Nghĩ gì, điều gì thế anh? Hãy nói đi, điều em chờ đợi. Lắng nghe, rồi đôi mi khép lối. Phút giây, mình khóc ướt bầu trời. Nhưng anh sai rồi khi không đổi hoài
Thôi em đừng nói linh tinh nữa đi Long. À gì nhở, bây giờ chị Mê mà muốn được kiểu ôi chị Mê đáng yêu quá như thế á, tặng 99 sâu xe nha cưng. Em ơi Kiến đáng yêu á, Kiến thật là đáng yêu. Mặt đèn hết rồi mà cứ trơ như một hòn đá, chẳng thể nói ra, chẳng thể nào nói ra. Anh là điều em thầm mơ những ngày sai rồi, khi không nói hoài đến em này, là người duy nhất yêu anh. Thôi ngồi chỉnh hình đây. Yêu yêu anh Mai Tú nha, hẹn gặp lại Tú ở sâu sau của chị nha. Ủa chỉnh hình gì? Ủa khiếp, mới đi chụp 12 giờ mới về dã man. Để một ngày như anh dương dương gió, khi em nhìn anh. Để một lần nữa trái tim thổn thức, khi ta kề bên. Xóa hết đi anh những câu chuyện dài về những ngày tháng qua. Có bước chân ai vội vàng tìm thấy ai, tìm thấy ai, chẳng thể nào nói ra. Anh là điều em lúc 10 giờ tối bên 77. Bye bye. Còn lại chơi với cả Tiểu Linh vui vẻ nha. Chị cảm ơn Nhật Tiến rất là nhiều trong show ngày hôm nay. Cảm ơn anh à, Thỏ Ao kìa. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn Gấu Chim nha. Chị Linh ngủ ngon. Chúc cả Tiến ngủ ngon, chúc cả Tú ngủ ngon. Lên chơi không quan tâm à? Không, chị có quan tâm mà, chị bảo là chị cảm ơn cả Tú có gì. Ok, chị Minh chào em Chim nha. Hết giờ rồi, tao đây.